Ok, chào mọi người, mình là Zeros và chúng ta cùng đến với tập 3 của Reason Low 2. Mình đã ra được tới đây và mình sẽ mặc cái quần làm việc vào. Và mình đã có cái card. Nó ngay đây mà Ê, ý, cái thẻ này giống của tao nè. À, đồng chí Michael, ok, vô đi. cái đồ mình mặc làm việc mà sao tự nhiên nó không nhận được mình nha. Giờ cái súng nó nằm ở đâu nhỉ? Ủa ngoài nhà mình chưa có grab đồ. Mình chưa có grab thì ô cái gì? Cái gì nè, cái gì hư cấu lắm nè. Choplit là sao? Bút đi. Kỳ vậy, sao có cái súng này nằm nó còn lấy ta? Và mình cần phải đặt vô cái chỗ màu vàng mà như như cái lời mà cái gì nói là cái chỗ màu vàng này phải không? Và mình cần phải có TNT, có redstone cái kiểu, nhưng mà tạp bây giờ mình không có. Ở đây thì không biết có redstone hay TNT nằm đâu không nhỉ? Hay là mình có bỏ sót cái chỗ nào không ta? Gì đây? Không cho lấy à? Bàn chế tạo. Đây rồi. Thì chết bà nó, hồi nãy nó kêu đặt làm TNT mà không có redstone sao làm ta? How to kiếm redstone. Redstone ở đâu? Redstone ở đâu? Trong đây hiện tại bây giờ mình không có redstone. Redstone ở đâu ta? Holy crap. Redstone, where you now? Ôi rồi mấy cái súng này con và lờ Redstone ở ngoài chắc luôn, không phải đây. Mày sủa sủa đi, tán vào mồm mày là mày chết tươi. Bây giờ mình cần vào lại trong đây thì nó cũng hồi trong này cũng hơi tối đấy. Mình sẽ check lại ở đây xem, check từng cái rương xem, để mà phải chắc ăn là không có cái cá. Lấy luôn cái cá đi, mấy con mấy cái cá này nhìn này nọ, lấy luôn. Lấy xong là đằng kia có cái bàn chế tạo rồi. Ok, nên là mình sẽ chỉ cần tìm đem quay về cái chỗ của thằng kia. Mình sẽ coi lại cách craft, mình chụp hình lại. Và chúng ta sẽ tiến hành tới cái việc là đi đã làm TNT. Mình tìm kiếm redstone nữa nào. Ok. Ok. Ok, ngon. Redstone ở đâu hằng cả hó. Ok, cách này mình có thuốc súng rồi, mình có một cái này là cái gì đó, cái nút à? À, mình có cái nút rồi, mà mình thiếu một cái gun power mình không biết nằm đâu cả. Và đây cái công thức ráp cánh, mình có thể bay ra khỏi đây. Ở đâu ta? Chúng ta cần phải có được cái bàn, có cái chúng ta cần phải có lại cái kia. Shit, thiệt chứ không có ở đây. God damn it, nằm ở đâu ta? Đây rồi, redstone, bàn craft này. Yeah, mặc đi, nút có rồi, các kiểu đã nút có hết rồi. Chúng ta sẽ ra ngoài đó và bam. Ui, mình nhớ công thức chế tạo cánh luôn rồi. Ok. Đi 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 tin 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 chỉ tính ra mình lấy da thuộc cũng đâu phải là quá đá quá quá đâu không nhỉ. Mình lấy da thuộc cái như là gì rồi. Ok, phải liền. Tao vào được chưa? Tao khựa. Mình muốn nghe lại cái giọng con này quá, nó không cho nghe luôn. Bà nội nó chảnh chó và lờ. Mình sẽ lên trên đây, mình sẽ grab được cái chết bà nó. Grab sao ta? Ở đây, bộ đàm ở đây, và cái what the fuck cái nào ta, chết bà, quên bà cách ráp rồi. Holy shit. À, cái restore nó đây chứ nhỉ. Ok, maybe. Chết ngựa, nó quên cách ráp rồi. Shit. Nó sẽ quay trở về đó để mà tìm lại coi lại cách rác á.
về. Đi về nào, đi về nào, đi về nào, đi về nào. Trời ơi, tôi chơi ngu mà tôi cháy cách ráp gì cả. Phải liền thì có cái thẻ này liên lại cạc làm việc của Michael à. Michel. Phải là cái Michel. Để xem lại nào. Gunpowder, cái gunpowder mình không có nha. Gunpowder nằm đâu ta? Oh my god, chúng ta còn phải đi tìm gunpowder. Và mấy cái bê tông này nọ, chắc cái này chắc không cần, thể ghi tên nè. Nó không cần đâu. Mình sẽ vào lại cái phòng kia. Hồi nãy mình đã tìm được cái redstone ở đó thì chắc hy vọng cái việc mà mình tìm được cái gunpowder chứ cũng đâu đây ha. Khu bồ đà ma. Phải liền bồ đà ma, bồ đàm B là sao? What the heck, bộ đàm. Ok, ở đâu đây, ở đâu đây. Wait, 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 what? Nằm ở đâu ta? Tự nhiên có bộ đàm A, bộ đàm B là sao ta? Mình phải check lại mới được. Ở đây có cái hình bộ đàm này, đúng luôn đấy. Grab hai cái này không là không được. Nhưng mà cái này lại có cái dấu chấm chấm. À đây, đúng rồi, nó đó. Nhưng mà chờ cần cái này chắc là cái nút rồi. Đúng không? Đúng không? Đúng không? What the? Ok, cái này cái nút và cái gunpowder nằm ở đâu? Đó cái điều thắc mắc. Gunpowder ơi, em nằm ở đâu? Gunpowder ơi. Gunpowder thuốc súng thì thường thường. Gunpowder này không ra được. Shit thì. Chúng ta còn phải check kỹ lại ở đây. Không có. Có thể sẽ có ở đâu đó trong cái khu súng bởi vì cái xe. Có chuyện với ai không? Không, không thôi, ao ra, bãi liền. Ghế. Sao ta, sao ta, sao ta. Căng, hơi căng căng này. Khúc này hơi bí bí này. Và cái chỗ này là cái chỗ gì đó mình rất là tò mò. Có cái gì đó nằm dưới. Cái này anh dạy Việt Nam mà, what the heck. Ok, ta cần phải check. Check hết. Check ở nào cũng phải check hết. Shit, lộn đường. Ok. Nó không cho mình cái torch để mà gì luôn chứ. Ok. Cái này thay thế bằng chân power. Nhìn hơi lạ, anh em thông cảm. Cái này mình sẽ tìm được thuốc súng ở trên ở cái kho súng bởi vì súng mà ok easy bắt ơi đẹp trên đây nó không cho bắt à bắt kho bà nội mà bảo vệ kho vũ khí thế mà có súng không cho vài cái chơi nè mình sẽ tìm hết ở đây luôn để xem có cái gunpowder ở đâu không rất là bực mình ở trên đây nó không có nè. Gunpowder đâu ta? Ok. Ê, gunpowder nằm đâu? Ở trên đây cũng có rương này, vãi liền. Oh my god, gunpowder nằm ở đâu, thanh niên? Mình cần làm TNT đặt block xuống chỗ này. Nhưng mà cái đầu tiên là gunpowder nằm ở đâu? Holy shit. Chỗ này kiếm rồi phải không? Ok. Ở lạng. Nằm đó trong đây không? Chắc cái này trang trí thôi. Ôi rồi, tối thui. Mấy chỗ này, ôi, ôi đây, chỗ đây. Nắp cống. Phải liền. Chỗ này làm chi đây? Chỗ tối quá, tối quá. Có redstone, chỗ này có redstone. Oh shit. Mình không thấy cái gì cả. Oh my god. Đúng như trong cái giống như trong thiệt luôn các bạn. Đi chen như kiểu vậy. Và ở đây không có cái ở đây có cái nút. Ok. Vãi liền. Bây giờ làm sao xuống? Vãi liền. Cái đệt có cái đường ra đây à.
Vậy ra ơi. What the hell? Thế sao xuống được mấy chỗ này nhỉ? Bắt kho ra đây luôn. Ok vào đây. Check hết, check hết. Ồ. Oh. Tự do được chưa? Chúng ta có thể tự do chưa? Phải lên. Ok, gun power. Cái đó tìm hơi khó rồi nha. Bây giờ. Bây giờ ta cần phải check lại toàn bộ. Ở trong đây. Tụi bay có dấu gì ở đây không? Có dấu gì ở đây không? Này khẽ khăn tắm à. Nãy nó đưa mình cái key là mình mở cái tủ ra xong. Để mình xem lại. Lỡ nãy mình mở nhanh quá có cái gì quên. Đây đây có cái tủ mở sẵn đây. Có cái đồ mình dục à. Ê mình thấy gì không? Nước tắm đây dễ chịu quá. Cục xà bông. Đi tắm rồi. Đi tắm nào. Đi trà mông trà đít nào. Lâu rồi chưa tắm. Mình ơi cho em tắm chung cái giới. Tao phải biết mày. Miền biết tao đi mà, làm quen đi. Có vậy cho mày nè. Thôi giờ mày ngậm hỏng mày. Ông cuốn hỏng mày ăn ra. Rồi chắc những cái rương xem khác luôn. Với mắc công là mình bỏ chót cái rương mình đây. Sao đây là lưu quỳnh? Sao bọc lưu quỳnh lại nằm đây mà muốn chơi gì đuôi mắt hay gì vậy? Hả? Hả? Cố vậy. Bây giờ mình sẽ quay trở lại nhà ăn. Rồi game này bá mà ở đạo rồi. Quay trở lại nhà ăn và mình sẽ lên trên phòng kia mình grab đồ easy game. Oh my god, tại vì nãy mình thấy là cái thời gian mình cắt mình thấy mình nó không nói chuyện nhiều, mình tìm cái này. Mình tìm gần nát chỗ này luôn mà không có, nên là mình phải quay trở lại quay lại như vậy. Bà nói mày mới có. Ok. Mình có thể grab được cái này. Bột lưu huỳnh nè. Thuốc súng nè, button nè, bộ đàm của A nè, và một cái cuối cùng redstone nè, quả bom, và mình sẽ chế cả cái này. Ok, mình sẽ chế cả cái này nữa. What the fuck? Không chế được. Tại sao? Ư cấu vậy? Ủa đúng mà. Ở đây cái cánh, một cái cánh nè. Hai cái cánh luôn, yeah. YOLO luôn boy. YOLO luôn, và bây giờ mình sẽ grab nó lại thành cái cánh kia làm sao ta. Bộ đàm B à, rồi grab hai cánh qua. Ok, giờ mình đã có quả TNT, yes. Tuyệt vời. Ok, thức ăn rồi. Mình sẽ quay trở lại ngay sau khi mình coi lại công thức. Ok, mình sẽ quay trở lại ngay. Ôi giời ơi, cách chế tạo dễ bác cái liền. Easy game. Dead. Boom. Easy. Bây giờ nha, đặt quả TNT này. Khoan. Bây giờ xem lại cái công thức TNT để lộn nhật ký. Tôi sẽ đồng phục này vũ khí nên mà chưa có rất nhiều. Ok mà chưa rất nhiều vũ khí, nghe nói nó nằm sau căng tin. Ok. Hy vọng rồi khu sẽ tìm được kho vũ khí nơi mà rất nhiều vũ khí và chất nổ. Hy vọng tôi có thể luồn qua đó được. Cái điều đáng nói ở đây là tôi phải làm cái nổ nó bằng một thứ nếu nó còn tiếp. Chắc chắn muốn grab nó không phải ở đâu, tại vì đây là prison 2 nên muốn grab nó thì muốn phải vào văn phòng nhân viên để xem rồi mình kiếm nguyên liệu để grab, sau đó khi grab xong mình đặt một vị trí thích hợp trong kho để cái ngục không thấy. Bây giờ toàn nơi cao nhất cái tháp canh của B. Ok, thì có nghĩa không cần là không có lấy súng gì hết. Chúng ta sẽ đặt ở đây. Làm sao nữa? Mình cần phải làm TNT đặt xuống lóc vàng này thôi. Tiếp theo. Cố gắng farm up nhưng What the? Là sao? Là oh shit, tiếng F11. That sorry. Ủa là sao ta? What the fuck?
Ok, mình đã quay trở lại. Sau khi mình ra mình tìm hiểu lại thì chúng ta không được xài đụng bộ đánh lửa để mà phá TNT. Chúng ta đặt TNT ở đó thôi chứ là không phá. Shit. Và đây là Jason. Mình đang trở về phòng giam phòng A. Và các bạn thấy có điều là khác khác không? Thì mình cần phải check xung quanh đây có đây có cái phòng này. Ngon rồi. Manilaria, tưởng Maria chứ nhầm, sorry. Ui, ở đây có nhiều, rất là nhiều cái phòng Martin đồ. Whatever Martin. Phòng của Johnson à. Jason, Jay Johnson, Johnson, yep. Bus. Butcher. JC. Và còn có cái điểm nữa là khi mà mình là bây giờ mình sẽ về nhà này. Bây giờ mình sẽ về nhà. Và mình sẽ lấy ok tạm thời mình sẽ vứt mấy cái này đi, áo làm việc cái đắt gì này, vứt đi vứt đi vứt đi vứt hết đấy. Finding Nemo để lại nha. Nghĩ nên để lại và cái bộ đàm bla bla, lưu ý nhật ký cái đắt gì đó, whatever mình không quan tâm. Thì mình sẽ vào đây lại, mình vào đây rồi mình sẽ quay trở lại cái phòng của trên cái đường đi của mình. Thì mình xem lại clip ấy, mình thấy có đánh rơi có một cái đồ nằm ở phần ở cống, ở cái cống không nhỉ, dấp ở cái cống. Và mình còn phải xuống dưới đó check lại một lần nữa trước khi camera bla 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 tìm lại. Và mình còn phải lấy cái đó. Ok, xem nào. Ok. Lẽ nào cái đường hầm này đã tối rồi, mình không biết các bạn có thể thấy được hay không, nhưng mà để xem lại setting là mình đã đổ sáng là maximum rồi đó. Tại vì mình nếu như mà nói mình muốn cài shader vào để mà tăng cái độ. Ui rồi mình này. Shit. Nói chung là game của cái map nào cũng khá là chất lừ, có chịu bỏ công sức ra nha. Chất và mình lấy lại được quả thuốc nổ sau khi mình xài một cái lệnh gift gift lại quả TNT cho mình, tại vì chơi ngu người mà. Ok thì ở đây có cái đồng xu, bây giờ thì mình mặc cái đồ này thì đây 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 xu coin, và mình sẽ quay trở lại trên kia. Ok ok khoan, mình không cần phải đi cái hướng tàu khựa này nữa, mình sẽ đó mình phải đi, bắt buộc phải đi cái hướng này. Mình không cần phải trở về căn phòng của mình thì nói thì đúng hơn. Ok bây giờ mình sẽ quay trở lại chỗ kia, mình đặt một quả TNT và có một cái coin ở trên đường đến đây. Thì mình có thể thấy, các bạn có thể thấy là cái ở gần cái nhà bếp, hình như cái gần cái nhà bếp nó có một cái máy, mình không biết, mình không nhớ cái máy đó là máy gì, nhưng mà nó kêu là các bạn cần một coin. Mình cũng thấy là lạ tại sao lại cần một coin đây, nên là mình xem lại clip. Thì cái tập 1 thì mình thấy là mình có rơi cái này do cái hình ảnh của cái shader nó na ná nhìn giống giống nhau á, mình không được, mình không để ý làm cho cái độ sáng na ná giống giống nhau, mình cũng không để ý cho lắm, rất sorry mọi người. Và cũng có bạn comment kêu anh chắc anh đã quên rồi, anh để quên cái coin, anh không lấy cái coin vật, gặp cái coin để chỗ khó thấy và lờ. Ok xem nào, đường ra hướng bên kia con đường, hướng bên kia con đường là ở đây. Đây đây đây, trời ơi mình là cảnh sát mà sao mình phải chui 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 như mấy anh tù nhân phải liền thì. Ok ngon. Để xem nào, chúng ta sẽ quay trở lại ra. Chúng ta sẽ đặt một quả TNT ngay trên đó và boom. Boy. Và cũng như theo như mình biết là trên đây có hai cái có hai cái chuyện, hai cái kết thúc chuyện, và tụi này chơi bóng rổ không ngừng nghỉ luôn à. Oh my god. Vậy tụi này chơi bóng rổ không ngừng nghỉ luôn à. Mấy cái đi rồi. Đi rồi bla 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 rồi. Có thằng kia nhảy cao quá liền. Đây 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 cái máy này nó kêu là còn một coin, thì là cái coin này, nhưng mà mình muốn làm tới cái việc đặt TNT trước. Ok đây là trời tối rồi phải liền. Xem nào, chúng ta cần một coin. Ok như các bạn đã biết là mình muốn ra vào chỗ này lúc nào cũng được rồi, tại vì giờ mình đã có cái thẻ.
Mình muốn nghe lại giọng của anh Tuấn cũng không được nữa, buồn quá nhìn. Ok, đặt cái này ở đây. Rồi chết rồi. Chết rồi. Nó không cho đặt à. Shit. 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 Vậy có nghĩa là mình phải chơi lại cái map. Shit. Shit. Ok, mình phải chơi lại cái map. Ok, sau khi mình tìm được cái bộ đàm A trở lại, mình đã quay trở lại, mình đã có được một quả bom. Và chúng ta sẽ... What the fuck? Sao nhìn ra đây tối rồi? Chúng ta sẽ đặt ở đây. Ở đó, và đi ra ngoài. Ok, bây giờ thì đến công dụng của cái coin. Ok, mà đi. Đẹp hết. Cái coin. Tại vì đây mình sẽ có cái coin, mình sẽ tới thử cái đó là cái gì ta? Cái đó là cái mình cũng chả biết nên để xem cái đó là cái gì. Để nhớ cái năm phút nào đây, sắp lên. Đây là buồng điện thoại. Ok. Hello. Ê Jason. Tao nói cho mày biết nha. Bộ mày tưởng á là mày ở tù là mày trốn được tao hả? Em đâu có trốn anh đâu. Xin lỗi đại ca, em thật sự là không có ý đó. Chỉ là tao không có cần biết. Trong lúc mà mày còn ở trong cái tù này á, thì bây giờ mày muốn sống thì mày phải làm cho tao một số. Vì vậy em muốn okay. Chết sao? Việc gì em cũng làm hết. Được đó. Bây giờ phải làm theo tao. Trong tù á có một cái thằng vay nợ tao, rồi xong nó cố tình nó giết người. Nó lãnh án chung thân mà nó trốn tao. Tên là Kenny. Ok, em chỉ Kenny Sang. Ủa không phải à? Tao nghe nói là nó hay chơi bóng. Bóng luôn má, cái bóng rổ đó. Ờ bóng rổ. Rồi rồi. Nó là một cái thằng nhảy rất là giỏi. Nhảy tao giỏi. Nhớ thế thôi. Nhảy solo trên giường á. Nếu mà mày thủ tiêu nó thành công thì may ra tao còn tha cho mày. Rõ, thưa đại ca, bây giờ em sẽ kiếm cái thằng đó cho anh. Mình cũng chắc nó nằm trong bếp. Có những thứ mình cần. À trong bếp là như phải có cái có đồ làm bếp phải không? Ồ, bếp cái nào? Hãy nhìn để xem nào. Bếp á, kho bếp này. Đồ mà mình cần là đu, con dao. Phải liền. Thôi em cất đồ mấy anh ạ. Mẹ anh ơi. À trong lúc nãy mình chơi lại ấy, thì nó có một cái cuốn gì ta, cái cuốn đừng vượt ngục, gửi người bị giam ở phòng giam đặc biệt. Tôi là tù nhân đã cố gắng thoát khỏi nhà tù này, nhưng bây giờ tôi không còn ý định đó nữa. Nó ghê lắm, xin đừng chống tôi. Là cái thằng này đã từng muốn thoát tù, muốn vượt ngục, nhưng mà tại sao lại cái này là lỗi shader à? Hay là bị gì vậy? Sao tự nhiên cái kèm sẽ xài ra cái star đã. Ôi trời má ơi, nhìn nó xám kinh luôn á. Ok. Như là mình ở đây là bóng rổ à. Ok, sân bóng rổ. Nhảy cao á. Trong sân bóng rổ có camera có thể phát hiện mình chết người. Tốt hơn là mình nên cẩn thận. What the fuck. Ủa thằng này nhảy nè. Từ. Ôi thằng này nhảy nè. Có thằng này nhảy mà sao nghe đồn nó không cao. Đây. Quay chỗ khác đi, chết bà rồi thằng đó rồi. Sẽ đi theo thằng này. Để xem nào. Nhảy không? Đây rồi. Thằng này đây rồi. Ok, mình sẽ đi theo nó. Đây. Chuyện camera đi lượn lệnh qua hướng khác cái là mình thủ tiêu liền. Ok. Được coi rồi, chạy. Tao giết người đó, làm gì ai làm gì được tao. Một cái coi. Coi nữa hả? Phải liền. Mày đã thủ tiêu nó rồi đúng không? Ok. Nhưng mà tao thấy chưa thỏa mãn. Tại sao vậy? Em đã thủ tiêu thằng đó cho đại ca rồi mà. Tao nói cho mà nghe. Một khi mày đã ở trong tù thì tao thích sai mày bao nhiêu
thì mày phải làm bao nhiêu? Mắt này bố láo. Mày yên tâm đi, tao chỉ nhờ mày hai chuyện nữa thôi. Hai chuyện. Còn nếu chuyện mà mày cãi lời tao thì có lẽ là vợ con của mày tao sẽ không đảm bảo mạng sống đâu nha. Ok, tao cũng không muốn nói nhiều với mày. Tao cần mày thủ tiêu một thằng tên là Murdy. Nó trước đây là đối thủ cạnh tranh với tao, nhưng mà nó bị bắt rồi, và nó lãnh án chung thân ở cái nhà tù mày đang sống. Nhưng mà tao không thể nào tha thứ cho nó được. Tao muốn mày rửa hận giúp cho tao. Nhưng mà mày nên cẩn thận, tại vì nó luôn có đàn em đi theo bảo kê đó bạn. Bởi vậy mày nên nấp ở một chỗ nào đó rồi bắn nó. À quên, nó có râu quai nón đó, với lại sẹo mắt ở bên trái nha. Rõ thưa đại ca, lần này em sẽ làm cái này cho đại ca. Những cái thằng trong nhà bếp á, Chris ngon thật. Jack xì sụp, vải lì xì sụp. John, DJ, hỏi những thằng này á, chứ cứ gì quay nón này nè. Adam, Scott, Hero, Banana, tao không biết. À, mày là thằng nào, mày biết mua đi không? Thế là tao không biết mua đi là ai. Muốn ăn mì. Oh, hai thằng này, rồi, mày mình không hỏi mà nó biết, mình hỏi. À, hai thằng này, rồi, hai thằng, à, có đú, có cái cửa này. What the fuck? Đâu đây, cái cửa này ra đây. Oh my god. Uầy, nhìn đẹp quá Linh, uầy, nhìn đẹp thế. Uầy, đây là cái máy à, cái này là cái chỗ gì à. Oh my god. Đây giống như là một cái chạm phát điện hay là phát sóng gì đó, mình không biết. Uầy, nhìn cái bé, nhìn bao quát được toàn bộ cái map luôn. Oh shit, chụp tấm nào. Ta. Ok, nice. Bây giờ mình sẽ đi xuống. Đi xuống đường nào ta? Chết bà. Nãy lên đường nào ta? Mình xuống đường nào ta? À, đây. Xuống. Sao nhà bếp phải có cái cửa này nhỉ? Hay vậy. Hai thằng tọt khựa này, nó biết thằng Banana với thằng kia, nó biết mới đi lần nào. What the fuck? Phòng hay từ lưu hộp vô vậy? À, vậy hai thằng này nó biết, nó hồi nãy hai thằng đó là nó biết cái Hopper, Hatton. Mày tìm ra tao không biết thằng đó. Ôi, sao thế này? Căng tin có rất, có nhiều người thật. Buron à, Vãi Liên. Ờ, đệt, mày không thấy bọn tao đang nói chuyện à? Má, mình bố láo gì? Mày không thấy bọn tao đang nói chuyện à? Má, mình đang nói chuyện với BH Gaming luôn à, Vãi Liên. Chết vậy. Trời ơi, rốt cuộc mình cũng có chỗ ở đây, nhưng mình là Zeroth mà. Vãi Liên, đâu quên. Hopper. À, vậy là có hai thằng, hai ba thằng. Không biết mất đi là ai. Bây giờ chúng ta cần phải làm sao đây? Cần vào nhà bếp check lại cái gì hot nữa. Lấy thịt bò ăn cho nó đỡ chán. Ok. Để xem nè, chúng ta cần phải check lại những cái. Tụi biết Hopper là ai không? Oh. Tụi biết thằng nào ta? Mơ đi lần nào, bố láo nào. The man. Nãy nó kêu là mình bắn à. Bắn là phải vào kho súng. Ok, mình sẽ check ở kho súng xem ở đây có cái gì. Có bắn được không? Như kêu bắn tờ linh hay là bắn gì đó, whatever. Để check xem nào. Cái quả tiên ti vẫn còn đặt ở đó nha. Không được trốn nha, không được gì nha. Phải liền. Tờ heo. Ok. Murdy lần nào? Đạo vọng. Mình cần tìm thằng nào tên Murdy. Murdy. Đạn mấy cái này không xài được à. Shit, cái này không lấy được. Chỉ là cái hình thôi. Ok. Ôi, mình sẽ chỉnh volume lại nha.
hơi ồn tay. Ok. Barret đủ. Ủa sao có lại súng rồi nè. Phải liền. Rồi có khẩu Barret rồi nha. Ấy đạn. À ha ha. Nó muốn mình ám sát mà đi thiệt à. Phải liền. Oh shit. Không thấy mang súng ra ngoài. À ở trước mình thấy có cái đường dưới đây này. Không nhớ là đường nào thôi. Hướng nào ta, hướng nào ta. À hướng này. Ấy đấy. Ok ngon dream. Sẽ đi ra bằng đường này. Easy ngay. Hư. Đây có cái đầu của thằng nào này. Phải liền. Đây thì là cổng à. Hôi vậy. Gì đây? SS. Chỗ này hôi quá. Phải liền mày đang dưới cổng mà mày kêu không hôi thế nào. Ok. Ok. Bây giờ mình đã có súng rồi. Có súng rồi. Mày mới đi lại không? Đậu phụ. Mày có biết mới đi lại không? Hả? Tại sao không nạp đạn được? Sao mày không biết mới đi lại? Trời ơi. Tao không biết ai là mất đi. Thế là tao không biết mới đi lại. Phải điền. Ờ sao khẩu súng này các bạn không nhắm được nhỉ? Tại sao? Ôi bộ mấy đại ca ơi. Ủa mũi tên. À đây cái mũi tên thì chắc là cái súng nhắm. Ok. Nice. Thằng cục tù, căng tin có nhiều người thật. Vậy thì bây giờ tao không biết. Mũi đi ra tên nghe lạ quá. À vậy mấy thằng tù này. Ui shit. Bè kèm mình với GB cầm Z. Ây đạn. Ok bây giờ mình sẽ tìm thằng đó. À mất đi là thằng có cái đêm. Là thằng gì ta? Mất đi quay nón sẹo bên mắt trái. Râu quay nón sẹo bên mắt trái hả? Mày làm cái gì ở đây? Ôi biến ra khỏi đây đi. Ngay là bọn tao đánh chết đấy. Cái địch mày bổ láo nhè. Mày làm cái gì ở đây? Biến ra khỏi đây đi. Ngay là bọn tao đánh chết đấy. Ô thằng này có sẹo bên mắt trái à? Râu quay nón. À thằng tàu khửa này. Mày hả bưởi ngu người. À ha. Mày thì râu quay nón với bố mày à. Thưa đại ca, thằng mặt sẹo đó đã nằm rồi. Ha ha. Tốt. Tao mong là không có ai biết vụ này. Bây giờ coi như là xong chuyện đi. Thù cũng đã trả rồi. Nhưng mà tao cũng còn có một tí việc muốn nhờ mày. Thôi không nói nhiều nữa. Tao đang trên đường tới trại giam để thăm mày. What the fuck? Sao trên trại giam? Tù nhân dây dân. Có người nhà đến thăm nuôi kìa mày. Tù nhân dây dân. Có người nhà đến thăm nuôi kìa mày. Em biết rồi anh ơi, đừng chơi em nữa, anh vang cái lỗ tai em nghe điếc cả đầu. Bảy liền, điện thằng đại ca tới đây chi vậy? Chào đại ca. À, đại ca đến có việc gì ạ? Thực ra thì mày, ta cũng mày, không có rảnh mày, thăm mày, mày đâu. Mày đến gửi quà cho mày thôi. Đây là một cái đồng hồ đeo tay. Tao có nhét hàng ở bên trong đó đó. Và bây giờ thì mày gửi hàng này cho thằng Bush cho tao. Ok. Nó là mối làm ăn của tao. Có vậy thôi. Đây là lần cuối cùng tao nhờ vả mày. Rồi Jason, tao hy vọng là mày thích cái đồng hồ mà tao tặng cho mày nha. Sống mà cải tạo thì tốt rồi. Tao về á. À, cảm ơn đại, cảm ơn anh. Cái máu liền rồi. Mày nè, ngu học. Đi coi mày. Đại ca ngu học. Mình tìm được cứu đường vượt ngục ở đây này. Bái lên. Ok, we need to out. Đây cần phải đi ra ngoài. We need to go out.
và tìm thằng Brush và đưa nó cho nó cái đồng hồ. Ok. Theo như mình được biết thì ở đây có hai kết thúc. Đó là một kết thúc đó là happy ending và một kết thúc đó là không, chắc là trái ngược với happy ending, mình chưa bao giờ biết, mình chưa thấy ai chơi kết thúc đó. Thì để xem, đưa cái đồng, nghe đồn là sau khi đưa cái đồng hồ này thì mình sẽ được xác nhận xem là nên chọn kết thúc nào. Thì đa phần mình thấy là anh em đều chọn happy ending là ending phần 1. Thì từ từ mình sẽ backup lại cái file easy game ngay, để mình làm một cái chia ra hai tập mình làm cái and 2. Bây giờ nha, từ từ nha, mình sẽ quay trở lại màn hình chính này, các bạn thông cảm. Bây giờ mình sẽ copy một cái file ở ngoài trước. Ok, and 2. Ok, bây giờ mình sẽ vào đây, các bạn sẽ thấy có một cái là and 2 và cái and 1. Mình sẽ chơi cái, tiếp tục cái and 1. Easy game à, easy game. Ok, chơi là trò chơi. Nó sẽ tiếp tục vào cái chỗ này. Yep. Ok, mình đã chuẩn bị sẵn tâm lý để mà chơi lột lúc hai cái end rồi. Dạ, yeah, tuyệt vời. Ok, lên. Bây giờ tìm thằng Brush là cái thằng đây. Nhớ bạn vào đây đấy. À quên, phòng mấy vậy? A010 à. Ok, phòng số 10. Mình sẽ ra phòng bảo vệ, phòng nhân viên gì đó, lấy chìa khóa. Phòng bảo vệ thì A010 này. Cái này là A3, A15, trong sở đất từ lứa này. A21, A10. Ngon. Ok, nó sẽ mở phòng của thằng Brush ra và chúng ta sẽ xác nhận. Ok. Mày làm được phòng sơn à? Cảm ơn. Không có gì. Đây hát hả? Thôi tôi đi đây. À, mới tí vượt ngục à? Tao muốn nói cái này cho mày nghe. Thằng Thompson chắc chắn nó sẽ không tha cho mày tới cuối đời đâu. Hả? Sao mày biết vậy? Vì tao cũng chính là nạn nhân của nó và tao bị nó dụ vào tù. Nó buộc tao phải mua hàng của nó, không thì nó sẽ không tha cho gia đình tao. Giờ nó bắt tao phải gửi code cho nó. Cái code sẽ chuyển toàn bộ số tiền từ ngân hàng mà tao hack được lúc tao chưa bị bắt. Trong lúc ở trong tù, tao có tạo code để tố cáo tội trạng của nó. Mày biết nó là người nào mà. Bây giờ tao hỏi mày, mày có giúp tao tố cáo nó không? Có. Sau những gì mày nói á, tao đã có suy nghĩ lại rồi. Hắn là cái đồ độc ác. Vậy là mày chịu giúp tao rồi à? Được thôi. Thế lúc ra tù, hãy gửi cái code này cho nó. N C R 3 7. Ok, bye. Tao đi đây, tao sẽ tố cáo hắn cho mày. Ok. Vậy bây giờ mình sẽ quay trở lại cái khu kia, mình sẽ craft thêm cái cánh rồi mình sẽ, có vẻ là mình phải bắt đầu vượt ngục và yeah, mình sẽ gửi, mình sẽ trả lại cái này cho thằng này. Ok, tại vì đây rất là nhiều nhân viên nên mình không thể nào cứu thằng cái thằng cu đó ra được. Mình sẽ quay trở lại chỗ súng và check một vài thứ rồi chúng ta sẽ chuẩn bị lên cái chỗ gì thôi. Đây là tuyệt vời. Để xem nào, chúng ta sẽ qua bên đây, chúng ta grab cái cánh trước nha. Mình đã mất cái súng rồi nên mình không thành vấn đề. Chúng ta đã mất cái súng rồi, chúng ta một vai chơi ngu người, một pha phản đam. Đau tim vậy là. Ok, chúng ta sẽ tạo hai cái cánh. Ok, có vẻ là chỉ cần một cái thôi. Ok, từ từ nha. Đây. Sorry. Đây và đây. Cánh chim én. Ok, bây giờ mình sẽ đọc tiếp phần lưu ý. Cái này vứt đi. Job list vứt đi. Công thức TNT vứt đi. Đường vượt ngục vứt đi. Nhật ký đây. Căng tin này. Sau cái nơi cao nhất là tháp canh nằm ở khu giam B. Nếu tôi khéo léo tôi có thể
vượt mặt tôi cái ngục ở đó và đi lên tháp canh. Cái tháp đó là thứ quyết định tôi sẽ vượt ngục được thành công hay không. Ok, bây giờ mình sẽ lên tháp canh khu B ngay và luôn. Và tạm biệt mọi người. Tạm biệt. See you later. Tạm biệt anh em. Tạm biệt những thằng đồng nghiệp ở đây. Tạm biệt tụi mày. Tạm biệt tất cả. Và chúng ta sẽ tập gặp lại tụi mày. Hy vọng sẽ gặp lại tụi mày ở cái Happy Ending 2 và Hấp Canh Phu B ở ngoài đây. Đó là bá cháy. Bá cháy còn bộ chén. Ok, chúng ta sẽ tới Hấp Canh là ở phần bên đây. Đây là nhà tắm. Và đây sẽ là cái chỗ chúng ta còn phải đi lên. Ok, khu giam B. Văn phòng nhân viên à. Nó có cái gì không? Chìa khóa, có cái chìa khóa sân thượng này. Khu giam B, chìa khóa khu giam B này. Mình sẽ lấy theo mấy cái này. Phòng nhân viên này. Văn phòng nhân viên à. Nhân viên này, nhân viên. Ok, mình sẽ lấy khoảng hai cái con. Ồ, hai nhân viên có cái à. Phòng nhân viên. Nó không cho vào. Fuck. Và đây là chìa khóa khu giam B. Ok, chìa khóa khu giam B. Sao tôi vào, sao không cho vào nha. What the hell. Sao không cho vào. Đẹp. Buồn vậy. Chìa khóa khu giam B mà. Ok. Khu vực chắc chắn mình phải cải trang bảo vệ mới được. Đây mình đã cải trang rồi. Và để xem có cái gì nè. Trứng này thấy hơi bị nhiều rồi đấy. Có cái trứng thối à. Phải liền. Xuống không nhảy qua được. Ok, thang máy đang được sửa, thang máy xuống là sao? Ôi. Này thang máy à? Ôi. Hay thế. Đù. Phải liền. Ok, lên lên lên. Đù. Ô. Ôi, mình đứng cao hơn cả cái máy. Ê, trời chơi ngu rồi, chơi ngu rồi, chơi ngu rồi chết. God damn it. Ô, cái thang máy này hay ấy. Đây là cái thứ mà mình thấy hay nhất trong đây. Thang máy. Wow. Wow. Ok, đi ra ngoài. Lên luôn rồi thôi. Lên rồi thôi. Ok, đây là cái tháp canh sân thượng. Chỉ có sân thượng. Ok, nice, nice, nice. Tuyệt vời. Tại vì cái kia mình bắt là cao nhất cái đây nên là chắc phải cầm nát những cái chìa khóa ở đây. Ở đây là cái chỗ cao nhất à. Ở đây cao hơn này. Ok, ok, đẩy nó ra. Đẩy nó ra. Chú ý. Hướng trên dưới để kéo đẩy. Đẩy sao ta. Ok. Ok. Ok, no. No, no, no. Ok. Ok. Yep. Ui. Cô khai cái cửa rồi. Lên. Thang máy này để sửa chữa. Fuck. Lên tiếp nào. Ôi, đây cũng lên cũng có được đâu. Ok. Bàn chế tạo. Chế gì đây? Crafting table. Ồ, không cần. Chạm phát sóng. Máy phát sóng. Cần cánh để bay bên kia bờ. Ok. Đây sẽ là lúc bắt đầu thôi. Wow, shit. Holy shit. Tất cả đơn vị 500 anh em cai ngục hãy tập trung tại nhà kho để xem xét tình hình. Đây nếu phải là diễn tập đâu đó nha. Lên. À, rồi. Oh my god. Chạy lẹ nào.
chúng ta còn quay trở lại đó. Hơn ra mình còn giữ được cái cánh để... What the fuck? Có bao nhiêu nổ khá là lớn các bạn.